Chào các bác nhá. Đây đây là cái bộ giò bẫy đa năng. Hôm nay làm một video ngắn để cho các bác xem chi tiết cái bộ giò bẫy đa năng, giò bẫy gà đồng, cúm núm, cuốc nhá. Cái giò này thì anh em chơi gà rừng cũng chơi được, cũng rất là thích. Anh em dạo này đang thích chơi cái giò gà rừng theo kiểu cước như này nhá. Cái này ấy, là chất liệu dây này bằng dây cước này các bác này, dây cước xịn này, nằm ở trong đai dưỡng. Nằm trong đai dưỡng như này để cho cái sợi cước của các bác luôn luôn được tròn. Chân của nó nhé, đây của nó là chân đồng nha các bác nhé. Sợi chân là chân đồng này, chân đồng. Dây liên kết là dây liên kết siêu bền, một sợi để hạn chế cái độ rối và khi có bị mắc là nó rất là dễ gỡ nhé các bác nhé, dễ gỡ. Và cái bộ giò này này các bác nhìn kỹ này, khuyên đồng nhé, có khuyên đồng. Để tôi tháo một bộ này ra cho các bác xem. Khuyên đồng là bây giờ nó có cải tiến rồi, không làm theo kiểu khuyên hình số 8 nữa mà làm khuyên 4 ly, khuyên 4 ly cho nó chắc chắn và khuyên hàn luôn nhé. Đây các bác tở cái quấn này ra này, các bác thu cái vòng dưỡng này, quấn vòng dưỡng nhỏ này, rồi là các bác sẽ lấy cái vòng dưỡng ra, cái vòng dưỡng ra như này. Đây là cái vòng để dưỡng nhé các bác nhé. Một bộ này sẽ có theo cho các bác cái vòng dưỡng này luôn. Đây đây là sẽ là bộ giò, bộ này là 20 chân các bác nhé, 20 chân. Cái này thì làm theo hình thức gọi là giò Thái, có nghĩa là giò Thái Lan ở đây không phải là sản xuất tại Thái Lan đâu. Giò Thái Lan đây là cái dạng là dây dù này, nó ngắn này, để nó cong vào nhiều đây thì cái khả năng mà giò mà bị bung ra ấy là nó không bị bung ra, không bị rối. Thế còn cái chất liệu bằng cước này rất là mềm, rất là nhạy, con bổ thì được lướt qua cái là dính luôn, dính ngay lập tức nha, rất là chắc nhá. Và các bác yên tâm là cái phần liên kết ấy, phần liên kết giữa cước với chân này là cực kỳ chắc chắn nhá. Này nguyên cái phần này là phần liên kết giữa dây cước chính và chân, quấn xoắn bao nhiêu vòng đây, xong lại được xoắn bằng dây dù siêu bền mịn như này lại nhá. Đối cái mẫu giò này ấy, thì đa phần được gọi là mẫu giò bẫy gà đồng. Thế nhưng mà giờ anh em chuộng giò này rất là nhiều, anh em đem giò này đi bẫy gà rừng được luôn. Cái mẫu này gọi là mẫu giò đa năng nhé các bác nhé, bẫy được gà đồng, gà rừng, bẫy được cuốc nhé. Hàng này là hàng đẹp, hàng tuyển đấy. Đây khuyên đồng, khuyên đồng hàn luôn, khuyên đồng 4 ly các bác nhé, khuyên đồng 4 ly, khuyên đồng hàn luôn đấy, rất là chắc chắn. Đấy, mẫu giò này thì nó hơi đắt tiền một chút nhá, anh em chơi thì đam mê chơi đẳng cấp thì mua mẫu giò này. Đây, shop giới thiệu với các bác cái mẫu giò kiểu Thái Lan, hàng cao cấp nhá, rất là đẹp. Hình thức mua hàng thì luôn luôn là các bác liên hệ với shop, cho shop họ tên địa chỉ để shop ship hàng COD qua bưu điện. COD ở đây có nghĩa là các bác sẽ nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng, không cần phải đặt cọc nhé, không cần phải đặt cọc trước, các bác chỉ cần cung cấp họ tên địa chỉ thôi, shop sẽ ship hàng COD về đến nhà cho các bác. Các bác nhận hàng có quyền bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng như mặt hàng các bác đặt là các bác sẽ nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng luôn nhá. Rồi shop xin hân hạnh phục vụ các bác toàn quốc đam mê. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip sau.